Kính thưa quý vị, Madame Tussauds triển lãm tượng sáp mới của Victoria và David Beckham, tinh tú London. Bảo tàng viện Madame Tussauds của London đã cho ra mắt tượng sáp mới của cặp đôi thế lực người Anh David và Victoria Beckham. Tượng sáp của cặp đôi này được mang về để thay thế cho ấn bản cũ khi còn trẻ của hai người, là ấn bản đã được thực hiện vào năm 2004. Ngoài ra mắt tượng sáp này, Madame Tussauds dàn dựng đúng vào thời điểm hai người ăn mừng kỷ niệm lễ cưới 15 năm của họ. Tượng sáp của cặp đôi này trước đây mô tả cả hai trong bộ trang phục màu trắng. Hiện thời, họ ăn mặc sang trọng hơn với tượng sáp của David, mặc một bộ quần áo của Hugo Boss, và Victoria mặc một chiếc áo đầm màu hồng do chính cô thiết kế từ mặt hàng của mình. Những đường nét cộng thêm cho ấn bản mới này là hình xăm trên David Beckham cũng như một vài nếp nhăn trên cả hai người.